người dân Hà Nội phấn khởi nhận hỗ trợ trong ngày đầu nghỉ lễ. Bước đầu thành phố Hà Nội xác định có khoảng 1,447 triệu người. Sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng với số tiền dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng. Từ đầu giờ sáng 30 tháng 4, dù là ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ xong nhiều địa phương ở Hà Nội, đã đồng loạt thực hiện chi trả tiền hỗ trợ với các nhóm gồm gia đình chính chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo. Cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần nghị quyết 42 của chính phủ. Nhìn chung người dân thủ đô đều bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền. Tại phường Cầu Dền, quận hai Bà Trưng Hà Nội ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã có mặt, xếp hàng theo chỉ dẫn, chờ cán bộ phường ra soát danh sách, gọi, từng người lên nhận hỗ trợ, và họ đều bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Dền. Trên địa bàn phường, đã không còn hộ nghèo, do vậy, sẽ không phải chi trả hỗ trợ cho đối tượng này. Trong ngày 30 tháng 4, phường Cầu Dền chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện chi trả cho 50 trường hợp thuộc nhóm người, có công, gia đình chính sách và người hưởng bảo trợ xã hội. Có tổng số 252 trường hợp ở địa phương. Được nhận hỗ trợ theo nghị quyết 42, sẽ được Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục hoàn thành chi trả trong ngày 5 tháng 5. Những trường hợp sức khỏe yếu. Phường sẽ cử cán bộ đến tận nhà vừa để thăm hỏi, động viên kết hợp với chi trả, hỗ trợ người dân với tinh thần càng nhanh càng tốt, giúp người dân phần nào bớt đi khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Tại quận Ba Đình, sáng 30 tháng 4, đồng loạt các phường trên địa bàn như Kim Mã, Quán Thánh, Giảng Võ, Cống Vị đều thực hiện chi trả hỗ trợ người dân theo nghị quyết 42 của chính phủ. Việc chi trả, hỗ trợ được thực hiện dưới sự giám sát của công an. Ban công tác mặt trận phường đảm bảo đúng quy trình trong phòng chống dịch. Huyện Ba Vì cũng đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân địa phương. Đây là nơi dẫn đầu thành phố về số tiền hỗ trợ. Dự kiến khoảng 37 tỷ đồng do địa phương này còn có nhiều hộ nghèo, cận nghèo. Ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, cho biết đợt này địa phương sẽ chi trả hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng cho khoảng 32.000 đối tượng. Nhìn chung, người dân địa phương rất phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Để việc hỗ trợ được thuận lợi, ngay trong sáng 30 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo chuyển tiền tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn, các xã đã thông báo cho người dân đến Ủy ban nhân dân xã nhận hỗ trợ. Dù là ngày nghỉ, nhưng Ủy ban nhân dân huyện ba vì chỉ đạo các đơn vị địa phương khắc phục khó khăn, phấn đấu đến ngày 1 tháng 5 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ cho nhóm người có công. Gia đình chính sách Người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, và cận nghèo trên địa bàn, còn nhóm đối tượng khác, đang, được tiếp tục thống kê, ra soát công khai danh sách để nhân dân địa phương cùng theo dõi, giám sát. Ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã ban hành văn bản số 1757, quy đờ Ủy ban Nhân dân về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có, công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để kịp thời chi trả, hỗ trợ nhanh cho các đối tượng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả theo đúng quy định. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, bước đầu thành phố xác định có khoảng 1,447 triệu người sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần nghị quyết 42 của chính phủ, dự kiến số tiền hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cho số người kể trên là khoảng 3.500 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tăng cường vai trò giám sát của ban công tác mặt trận tại cơ sở, đồng thời yêu cầu các cơ quan thanh tra kiểm tra, chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất để bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách phát huy hiệu quả gói hỗ trợ của chính phủ. Gạch chéo chấm. Hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.